Dương Mịch chấn thương nặng ở mắt, quyết định rút khỏi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Cư dân mạng đang vô cùng lo lắng trước thông tin Dương Mịch gặp chấn thương nghiêm trọng ở mắt, cũng như việc cô nàng sắp rút khỏi dự án bom tấn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Cách đây không lâu, phía đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã khiến dân tình được fan choáng váng khi tung ra loạt poster cực đẹp của nam nữ chính. Trong phần đầu của phim, Dương Mịch sẽ đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng, nữ vương của tộc Hồ Yêu. Đồ Sơn Hồng Hồng có tính cách cao lãnh, giá trị vũ lực thuộc hàng khủng. Cô nàng như một nữ thần, mà dù chỉ đứng nhìn từ xa, người ta cũng có thể bị nàng làm cho mê đắm mãnh liệt. Tuy nhiên, khi chưa kịp đợi được các tạo hình tiếp theo thì nữ chính Dương Mịch lại bất ngờ gặp sự cố. Thậm chí còn có thông tin cho biết nàng Tiểu Hoa sẽ rút khỏi dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vì vết thương khá nghiêm trọng. Cụ thể, khi quay chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, Dương Mịch đã gặp sự cố và bị thương ở mắt. Ngay lập tức, nàng Tiểu Hoa được đưa đến bệnh viện để khâu phần mí mắt. Có người tự xưng là nhân viên của chương trình tiết lộ, vết thương của Dương Mịch phải khâu suốt 5 tiếng đồng hồ. Tuy phòng làm việc đã lên tiếng trấn an, thế nhưng fan của nữ diễn viên vẫn vô cùng lo lắng. Sự cố của Dương Mịch không chỉ khiến Trốn Thoát Khỏi Mật Thất bị dừng quay, mà Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mới đây, lại xuất hiện thông tin cho biết Dương Mịch có thể sẽ rút khỏi vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng. Không may là vết thương của nàng Tiểu Hoa lại ở vị trí dễ lộ. Do vậy, dù có trang điểm đậm cũng sẽ khó lòng che đi được. Thông tin này vừa được đưa ra đã khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Bởi lẽ bây giờ muốn tìm được một sao nữ ngang cơ Dương Mịch để vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng là rất khó. May thay, thông tin Dương Mịch rút khỏi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã ngay lập tức bị phía nhà sản xuất Vương Nhất Hữu bác bỏ. Hiện tại, cư dân mạng đang chia thành hai phe với rất nhiều ý kiến trái chiều. Các fan thì mong muốn Dương Mịch có thời gian nghỉ ngơi để vết thương mau lành. Thế nhưng người hâm mộ của các diễn viên khác lại không đồng ý. Họ cho rằng nếu vì một người mà cả đoàn phim bị ảnh hưởng thì thiệt hại sẽ rất lớn. Ngoài chuyện của Dương Mịch, cư dân mạng cũng rất quan tâm đến việc Viên Băng Nghiên có tiếp tục được tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với vai Đồ Sơn Nhã Nhã hay không. Nguyên nhân là vì công ty của Viên Băng Nghiên vướng lùm xùm trốn thuế. Cụ thể, vào đầu tháng 7, Nhân dân Nhật Báo đưa tin, Cục Thuế Trùng Khánh thông báo xử phạt công ty của Viên Băng Nghiên 146.000 đô vì trốn thuế. Từ năm 2019 đến 2021, công ty truyền thông văn hóa Lệ Nghiên gian lận 1,2 triệu đô, không nộp khoản thuế 243.000 đô. Sina cho biết, vụ việc công ty của Viên Băng Nghiên trốn thuế gây tranh cãi bởi nữ diễn viên không trực tiếp đứng ra xin lỗi mà chỉ đưa ra thông báo thông qua văn phòng đại diện. Ngoài ra, các hoạt động nghệ thuật của Viên Băng Nghiên vẫn diễn ra bình thường. Cô không bị xóa các tài khoản mạng xã hội như Đặng Luân hay Triệu Vi, Ngô Diệt Phàm, Trịnh Sản, Trương Triết Hạng, những người cũng vi phạm pháp luật trước đó. Theo Sina, Viên Băng Nghiên khôn ngoan khi sớm tháo chạy khỏi công ty vi phạm pháp luật, đồng thời nữ diễn viên tránh được việc bị cấm sóng nhờ nhanh chóng nộp đủ số tiền phạt. Ngoài ra, Sina phân tích thêm, Viên Băng Nghiên đã rút kinh nghiệm từ Đặng Luân. Công ty của Đặng Luân cũng bị phạt vì trốn thuế. Nam diễn viên đứng ra xin lỗi trên tài khoản cá nhân và ngay lập tức đánh mất sự nghiệp và trở thành chủ đề nóng với từ khóa Đặng Luân trốn thuế. Trong khi đó, Viên Băng Nghiên đã rút khỏi công ty cũ nên chỉ là người liên quan. Do đó, chủ đề được bàn luận là công ty Viên Băng Nghiên trốn thuế. Sau đó, Viên Băng Nghiên thừa nhận công ty trốn thuế có liên quan tới mình, song cô chỉ đóng vai trò như một nhân viên bình thường mà không phải người đại diện chịu trách nhiệm cao nhất. Do đó, chỉ có văn phòng đại diện của Viên Băng Nghiên gửi lời xin lỗi tới công chúng, còn người đẹp được coi là vô can. Nhờ đó, mức độ phạm tội của Viên Băng Nghiên dường như được giảm so với Đặng Luân và nữ diễn viên vẫn giữ được sự nghiệp của mình. Ngay sau khi bị thông báo có hành vi trốn thuế, ngôi sao Lưu Ly khẳng định đã nộp phạt đầy đủ. Hành vi hối lỗi của Viên Băng Nghiên được coi là một biểu hiện tích cực giúp nữ diễn viên không đánh mất sự nghiệp. Theo Sina, Viên Băng Nghiên có thể không bị phạt nặng về số tiền trốn thuế nhỏ và cách nữ diễn viên xử lý truyền thông tốt. Tuy nhiên, vụ việc trốn thuế vẫn ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của cô. Theo đó, một số nhãn hàng như Dior đã xóa bài quảng cáo có liên quan tới Viên Băng Nghiên. Khán giả yêu cầu cô rút khỏi bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng, trong đó Viên Băng Nghiên đóng nữ chính thứ hai. Ngoài ra, những bê bối trước đó của nữ diễn viên cũng bị đào lại. Theo đó, năm 2019, công ty văn hóa phim ảnh Thượng Hải Băng Nghiên cũng bị Cục Thuế Thượng Hải yêu cầu chỉnh đốn bổ sung thuế.